Nam Mô A Di Đà Phật Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 104 Người Giảng Lão Hòa Thượng Tình Không Thứ hai là nói ngạ quỷ phật nói với chúng ta hoàn cảnh sinh hoạt hiện tại của chúng ta trên đại thể mà nói có sáu loại lớn gọi là sáu cõi sáu cõi chính là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta sáu cõi luân hồi chúng ta không ra khỏi cái phạm vi này đời đời kiếp kiếp chỉ ở ngay trong cái phạm vi này mà chảy qua ngày tháng. Trong sáu cõi thù thắng nhất là cõi trời. Chủng loại của cõi trời cũng rất nhiều. Trong Phật Kinh nói với chúng ta, có 28 tầng trời. Tình hình của cõi trời tương đối phức tạp Nếu bạn nói Thượng Đế Trong 28 tầng trời đều có Thượng Đế Rốt cuộc gì nào là Thượng Đế Không thể hàm hồ qua lo Luôn phải làm cho rõ ràng Hơn nữa phạm vi của mọi tầng Lại rất rộng Thí như địa cầu rất lớn Trên địa cầu có rất nhiều quốc gia Giờ lúc trước là hoàng đế Là hoàng đế của quốc gia nào Nói tổng thống thì tổng thống của quốc gia nào? Bạn cũng phải tường tận. Thiên thượng nhân gian phức tạp, không hề như nhau. Thiên thượng so nhân gian chúng ta còn phức tạp hơn so với địa cầu chúng ta. Bạn không làm cho rõ ràng thì làm sao được. Bên dưới tầng trời còn có cõi Atula Sau đó thì là cõi người Ngạ quỷ súc sanh địa ngục Đây là Phật nói Chúng ta vô lực kiếp đến nay Đời đời kiếp kiếp Chỉ ở nơi đó đi qua một vòng Không thể ra khỏi Cái hiện tượng này từ chỗ đâu mà đến thực tế mà nói, sáu cõi vốn dĩ không có. Là do chính mình tạo. Không phải người khác tạo. Tôn giáo bên ngoài nói thượng đế tạo, trong Phật pháp thì không phải nói thượng đế tạo, do chính mình tạo. Chính mình làm sao tạo? chúng ta nói rất nhiều trong kinh điển đại thừa các đồng tu nghe đã quá quen thuộc thế nhưng ấn tượng vẫn không sâu làm sao tôi biết được các vị ấn tượng không sâu tâm của các vị hành vi của các vị không hề thay đổi tâm của bạn không giống như tâm phật hành vi của bạn không giống như bồ tát hạnh đây chính là nhận biết của các vị vẫn chưa đủ sâu, không chuyển được cảnh giới. Phật nói, đời sống giống dĩ chúng ta, không hề khác gì với chư Phật như Lai. Tại vì sao hôm nay có thể biến thành ra như vậy? Hôm nay mê rồi. Cho nên, chư Phật, Bồ Tát khác biệt với những chúng sanh chúng ta ở ngay chỗ nào? Các ngày giác ngộ, chúng ta thì mê hoặc. Các ngày giác mà không mê, chúng ta là mê mà không giác. Mê mà không giác thì vào sáu cõi luân hồi. Giác mà không mê thì ở Pháp giới nhất chân. Pháp giới nhất chân. Thế giới cực lạc là Pháp giới nhất chân. Thế giới hoa tạng, trên Kinh Hoa Kim nói là Pháp giới nhất chân. Trong thế giới đó không có ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Trong thế giới đó, người người đều là người thượng thiện. Không chỉ nói thiện, thượng thiện, thiện nhân trong người thiện, người tốt trong người tốt. Chúng ta giống dĩ là phải qua loại hoàn cảnh đó, hiện tại mê rồi. Kiểu dáng của mê là thế nào? Chúng ta phải biết, nếu không mà nói, giác cùng mê mơ mơ hồ hồ mà nói, chúng ta rất không dễ gì lý giải. Phật nói: Người giác ngộ không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Người mê hoặc có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Từ cái tiêu chuẩn này chúng ta thử nghĩ xem, chính mình là giác hay là mê, không phải là rõ ràng lắm rồi hay sao? Một ngày từ sớm đến tối, nghĩ tưởng sằng bậy, đây là mê, không phải là giác người giác ngộ không có vọng tưởng. Phật ở trên kinh, giác tâm thanh tịnh. Giác tâm không động. Chúng ta học Phật, phải học được giống như Phật. Học từ chỗ nào vậy? chính ngay chỗ này mà học đây gọi là học từ căn bản học không đồng tâm mắt chúng ta thấy cảnh giới bên ngoài tai nghe tất cả âm thanh mũi ngửi các loại mùi vị lưỡi nếm các loại vị ngon phải học cảnh giới bồ tát rõ ràng tường tận thông suốt thấu đáo là trí tuệ không mê trong tâm trong sạch vắng lặng không nhiễm một trần thấy sắc nghe tiếng không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước loại người này chính là bồ tát ngày nay chúng ta thấy sắc nghe tiếng khởi tâm đồng niệm đó chính là mê chính là không giác đây chính là phàm phu khởi lên tâm gì thuận theo ý của chính mình thì khởi tâm tham ái không thuận ý của chính mình thì khởi lên cái tâm ghét bỏ ngày ngày chúng ta làm những việc này khởi cái loại tâm này thì gọi là tạo nghiệp không nên cho rằng ta mới khởi ý niệm, ta vẫn chưa biểu hiện ở trên hành vi đã tạo nghiệp rồi. Cái tâm này đã không thanh tịnh, tâm liền bất thiện. Ở trên kinh luận Phật nói rất nhiều, y theo Phật kinh những cái thuật ngữ này chúng ta không chỉ gì hiểu được. Ta nói chuyện nói được rõ một chút, cạn một chút mọi người dễ dàng nghe hiểu. Sáu cõi do đâu mà có? Là chính vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta mà biến hiện ra. Lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước nhất định không có sáu cõi. Trong chứng đạo ca của đại sư Vĩnh Gia nói rất hay trong mộng rõ ràng có sáu cõi. Tỉnh mộng rồi, không không cả đại thiên. Hai câu nói này liền nói rõ Phật Bồ Tát giác không cả đại thiên chính là không có sáu cõi luân hồi. Đại thiên thế giới chính là sáu cõi luân hồi. Người giác ngộ không có Người mê có Người mê như nằm mộng vậy Trong mộng rõ ràng có sáu cõi Có sáu cõi luân hồi chưa đây có thể biết Sáu cõi luân hồi không phải là thật Trên Kinh Kim Cang nói rất hay Loài cảnh giới này Mộng quyển bào ảnh Mà thôi Làm gì mà chân thật thế nhưng hiện tại chúng ta phiền phức chính ngay chỗ nào? Chúng ta phiền phức ngay chỗ không thể giác ngộ. Việc này ở ngay trong mộng không thể tỉnh lại. Phiền phức chính ngay chỗ này. Làm sao có thể gọi là ở trong mộng tỉnh táo lại? Việc này nhất định phải trường kỳ huân tu ở trong Phật Pháp. Ngày hôm qua, chúng ta giảng viên bản bộ kinh địa tạng sau cùng pháp sư thanh liên trong tổng kết khuyên bảo chúng ta phải thân cận thiện sư niết bàn diệu âm chính ngay chỗ này cho nên ngay trong một đời này của chúng ta có thể phá mê khai ngộ hay không thực tế mà nói quan hệ của lão sư quá lớn thế nhưng ở vào xã hội hiện tại không tìm được lão sư tốt đến đâu để tìm tại vì sao không tìm được không có sư đạo mọi người không biết hiếu dưỡng cha mẹ không biết được tôn sư trọng đạo cho nên lão sư không có nếu như bạn chân thật hiểu được chân thật có thể làm đến được hiếu thân tôn sư phật bồ tát liền sẽ hóa thân đến làm lão sư cho bạn. Nhà Phật thường nói, Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Bạn thấy Phật Bồ Tát từ bi đến mức nào? Do đó, then chốt vẫn là ở chính bạn có chịu học hay không? Có phải thật tâm muốn học hay không? Thật tâm muốn học, Phật Bồ Tát liền thị hiện đến để làm thiện tri thức. Bạn không có thành ý. Phật, Bồ Tát không có cái yêu cầu này thì các ngài sẽ không đến. Giờ đây có thể biết chúng ta cầu thiện trí thức. Có bí quyết. Không phải không cầu được. Bạn phải hiểu được cầu bằng cách nào. Quyết định có cảm ứng tương thông. phải có thể cảm được thiền tri thức đến dạy bảo chúng ta chân thật có cái tâm đoạn ác tu thiện có nguyện phá mê khai ngộ bạn liền cảm được thiền tri thức có thiện trí thức chỉ dẫn. Tu tập thời gian dài lâu. Chân tướng của vũ trụ nhân sanh dần dần sẽ tường tận. Không chỉ biết được tình hình thiện tiền của chúng ta quá khứ, dị lai. đều có thể thông đạt tường tận trí tuệ của bạn mới xem là khai mở. Trí tuệ khai rồi. Vấn đề này liền có thể giải quyết. Cho nên, sáu cõi là do đây mà ra. Chúng ta ở trên giảng đường thường hay nói dòng tưởng phân biệt chấp trước ba loại này đều có hiện ra cảnh giới là sáu cõi nếu như bạn có dòng tưởng có phân biệt không có chấp trước chấp trước buông bỏ sáu cõi liền không còn đó là hoàn cảnh gì vậy là pháp giới bốn thánh trên kinh các vị thường đọc thanh văn duyên giác bồ tát phật luyện xuất hiện ra xã hội như vậy hoàn cảnh đời sống như vậy giả như chúng ta cũng đem phân biệt xả bỏ chấp trước không còn phân biệt không còn xin nói với các vị pháp giới bốn thánh cũng không còn vào lúc đó xuất hiện ra một hoàn cảnh đời sống chính là Pháp giới nhất chân. Hoàn cảnh đời sống của chư Phật Bồ Tát bạn mới có thể bước vào. Bước vào thực tế mà nói bạn liền có thể trở về nhà. Đó là quê hương chân thật của chúng ta. Sau khi quay về nhà, vọng tưởng là rất nhẹ dần dần mà đoạn. Vậy thì không cần phải dội. Cho nên phải biết được sáu cõi từ chỗ đâu mà có. Đời người chúng ta rốt cuộc rồi như thế nào thì không thể không làm cho tường tận. Thì không thể không làm cho tường tận không thể không nghĩ nhiều về những vấn đề này. Đây là vấn đề lớn. Thành thật mà nói, cái thứ này cũng là thiên tánh. Rất ít người nghĩ đến cái vấn đề này. Ngay trong một đời này của tôi, đích thực cũng rất kỳ lạ. Tôi 14 tuổi đã nghĩ đến cái vấn đề này. Tôi 14 tuổi bị thất học Gia cảnh bần hàng Không đóng nổi tiền học phí Không cách gì đi học Thường hay ở dưới gốc cây bên bờ sông nghỉ ngợi Ta đến cái thế gian này để làm gì? Tại vì sao ta đến? Tôi nghĩ đến những vấn đề này Ta đến đây để làm gì vậy? Mỗi ngày đều nghĩ Vì sao gặp được Phật Pháp Những đáp án này của tôi liền được giải quyết Bạn không nghĩ đến những vấn đề này Thì bạn không có vấn đề Bạn làm sao có thể hiểu rõ được Chân tướng của vũ trụ nhân sinh Thường thai nghĩ Đây là nhà Phật nói tiểu nghi tiểu ngộ đại nghi đại ngộ đây gọi là nghi tình đây không phải là hoài nghi bạn mới có chỗ ngộ vậy hiện tại chúng ta đầy đủ vọng tưởng phân biệt chấp trước ba thứ này đều rất là nghiêm trọng nhất là chấp trước kiên cố tạo thành một hoàn cảnh đời sống chúng ta hiện tại khổ đến như thế này trên lịch sử xưa nay không tìm thấy hoàn cảnh đời sống của chúng ta hiện tại ác liệt tai nạn rất nhiều nói đến tai nạn hôm nay có một đồng tu Đem đến cho tôi một tờ báo Báo của ngày hôm qua Tôi trước giờ không xem báo Cũng không nghe phát thanh tin tức Họ mang đến cho tôi xem Nói là Ngày 18 tháng 8 Có tai nạn Nói là 10 tinh cầu của Thái Dương Hệ Xếp thành một chữ thập Tôi nghe nói rồi Có thể có tai nạn tai nạn rốt cuộc đến mức độ nào? Tôi không dám nói. Đại cái không ai nói chuẩn được. Thế nhưng ảnh hưởng thì nhất định có. Thì nhất định có. Thế nhưng các vị phải nên biết dự ngôn của người phương Tây đều nói tai nạn này là ngày tàn của thế giới. Là người phương Tây nói ngày cùng của người phương Tây. Người phương Đông chúng ta thì không phải là ngày cùng. Người phương Đông không có nói ngày cùng. Người phương Tây nói ngày cùng. Vậy đương nhiên là ngày cùng của họ. Người phương Đông chúng ta nói, bạn xem trên Kinh Phật nói, Pháp dần của Phật vẫn còn đến 9.000 năm. Thì làm sao là ngày cùng được chứ? Pháp dần của Thích Ca Mâu Ni Phật là 12.000 năm. Hiện tại Phật lịch mới có 2.500 năm. Vậy sao vẫn còn rất dài lâu? Làm gì là ngày cùng chứ? Cho nên các vị đồng tu cứ hết sức an tâm. Tôi ở nơi đây nói những lời nói này khiến cho mọi người an tâm lại. Biết được có sự việc như vậy, thế nhưng quyết không phải là ngày tàn huấn hộ chúng ta ở ngay chỗ này, giảng đường cư sĩ lâm chúng ta đồng tu niệm phật đường. Cái đạo tràng này hiện tại là đạo tràng mô phạm thế giới. Cái đạo tràng này không phải là cư sĩ lâm xây, không phải vì khu vực này mà xây, là mô phạm của toàn thế giới đương nhiên chư phật hộ niệm long thiên thiện thần bảo hộ bạn được chư phật hộ niệm được thiện thần bảo hộ cái khu vực này đều được bình an thế nhưng phàm hễ thiên tượng có một số hiện tượng không bình thường xuất hiện ở trung quốc chúng ta ngày nay trong lịch sử vào thời xưa tôi đã đọc qua rất nhiều loại tin tưởng xếp hàng là hung tướng không phải là hiện tượng tốt vào thời trước dương công đại thần những đại dương đại thần thậm chí đến thủ trưởng trưởng huyện thị ở các địa phương và lúc đó họ hiểu được đều trai giới mộc dục đều biết đoạn ác tu thiện ăn uống đi lại và lúc đó đặc biệt tiết kiệm hoàng đế thì giảm thiện bình thường hoàng đế ăn cơm các vị nên biết là một trăm món Cho dù ông có ăn hay không Nhất định là một trăm món Giảm thiện là gì? Giảm đi phân nửa Năm mươi món ăn Vì sao vậy? Cầu phước Vì sự sống thiên hạ mà cầu phước Thế nhưng người hiện tại không chú trọng đến việc này Người hiện tại cho rằng thế nào Những thiền tượng này không liên quan gì với con người chúng ta vào thời xưa biết hiện tượng của đại tự nhiên cùng đời sống của chúng ta, cùng tư tưởng hành vi của chúng ta có quan hệ. Không phải không có quan hệ, còn liên quan mật thiết. Cho nên phàm hệ có loại tin tưởng dị thường này xuất hiện, họ đều có tính cảnh giác rất cao. Đoạn ác tu thiện. Người phạm tội có thể tha thứ đều có thể giảm nhẹ hình phạt gọi là đại xá làm việc tốt hy vọng có thể bù đắp thay đổi những hung tai này chúng ta hiểu được cái đạo lý này hiểu rõ cái chân tướng sự thật này. Cho nên ở ngay trong cái hoàn cảnh này, chúng ta phải nên đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Dùng tâm chân thành, thanh tịnh, tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng cho tất cả chúng sanh khổ nạn trên thế giới. Chúng ta dốc hết chút sức mọn của mình, hy vọng những thiên tai nhân họa này có thể giảm ít thời gian có thể rút ngắn dốc hết chút thành ý của chúng ta đây là tự hành khóa ta vô lượng công đức đây là nói rõ tình hình sáo cõi là do đâu mà ra? Vô số tai biến thế gian này là do đâu mà ra? Nghiệp nhân của đường ngạ quỷ Chủ yếu là lòng tham Lòng tham đọa ngạ quỷ Rõ ràng nói sáo cõi Tại vì sao Người thế gian thường hay nói người chết rồi thì làm quỷ, nói được khẳng định đến như vậy. Khi chúng ta nghe rồi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng vẫn là có đạo lý. Đạo lý gì vậy? Bạn thử nghĩ xem có ai mà không tham? Tham tài, tham danh, tham sắc, tham anh, tài sắc danh thực thủy họ đều tham luyến. Chỉ cần là tham chính là nghiệp nhân của ngạ quỷ. Do như vậy mà thấy ra chân thật đại đa số người chết rồi đều làm quỷ. Cho nên nói là họ làm quỷ, nói ra thì cũng không quá đáng, cũng có chút đạo lý. Thế nhưng chúng ta phải nên biết người chết không nhất định đi làm quỷ. Hoàn toàn xem nghiệp nhân của họ. Đường súc sanh là ngu si. Đường Atula là hiếu thắng. Tu tất cả thiện pháp mà cống cao ngã mạng chính là đội vào đường Atula. Tu Nghiệp nhân của sáu cõi Chúng ta đều rõ ràng Đều tương tận Liền biết được Nhân duyên quả báo Không hề xót lọt Chính mình Ở sáu cõi Ở mười pháp giới Hoàn toàn Là chính mình làm chủ Không phải người khác làm chủ đây là đại học vấn, đây là việc lớn nhất của đời người. Phật nói với chúng ta, thù thắng đệ nhất, thù thắng nhất là siêu diệt sáu cõi, siêu diệt mười pháp giới. Ngoài sáu cõi ra, còn có a la hán, còn có bích chi phật, có bồ tát, có phật. Tại vì sao chúng ta không đi làm Bồ Tát, đi làm Phật? Đó mới là người chân thật thông minh. Người chân thật có trí tuệ. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giảng bộ kinh này. Mục đích chính là bảo chúng ta đi làm Phật. Siêu diệt sáu cõi luân hồi đi làm Phật. Không gian đời sống của Phật thì lớn Tận hư không khắp Pháp giới Là không gian đời sống của Ngài Không như không gian của sáu cõi nhỏ Cái chu vi đầy hẹp Rất khó siêu dược Nếu chúng ta Không muốn đọa địa ngục phải tu tâm từ bi. Tâm yêu thương. Tâm yêu thương tu bằng cách nào? Mỗi người ở thế gian này đều có vật mà trong lòng bạn yêu thương. Bạn thử nghĩ xem, bạn ngay trong một đời này, việc gì là khiến cho bạn yêu thương nhất? Bạn đem cái lòng yêu thương này mở rộng yêu thương tất cả chúng sanh đây chính là đại từ đại bi đem cái tâm yêu thương này mở rộng sân hận liền tiêu trừ nếu như trong lòng thường hay nhớ đến những việc không vui con người đó đắc tội với ta con người này ta vẫn chưa báo thù họ ngày ngày khởi lên cái ý niệm này cái ý niệm này không tốt cái ý niệm này là quan quan tương báo không hề kết thúc hơn nữa cái ý niệm này là nghiệp nhân của địa ngục một ý niệm rất không tốt tại vì sao không nghĩ tốt cho người nhiều một chút thấy nhiều cái việc tốt của người khác làm Đem cái ý niệm này chuyển đổi lại Thì liền tiêu được Cái tội nghiệp của địa ngục Cho dù có nghiệp nhân Duyên không có Thì sẽ không đọa địa ngục Cõi ngạ quỷ là lòng tham Cái điều này cũng rất khó đoạn phải có cảnh giác cao độ. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày phải tri túc thường lạc. Quyết không mong cầu quá đáng. Bạn liền qua được rất an vui, rất tự tại. Ngày tháng bạn qua được rất khổ cực, khổ từ do đâu mà ra? Tham cầu, lòng tham không có biên giới. Đó là khổ hải vô biên. Nếu như tri túc, khổ của bạn liền dừng lại, đình chỉ. Đời sống sau này là thường lạc. Đến lúc nào lìa khỏi được cái khổ, trì túc thì khổ sẽ không còn. Mặc áo, áo biết đủ. Ngày ngày nghĩ tưởng mặc quần áo tốt cái khổ đó sẽ không còn Ăn uống biết đủ Không còn chú trọng đến Sắc hương gì Cái khổ đó cũng không còn Cho nên Năm dục sáu trần Bạn tri túc đối với thứ nào Cái khổ của loại đó Liền rời khỏi bạn Liền khổ được vui Phật Bồ Tát Các tổ sư Đại Đức Đều thì hiện như vậy cho chúng ta thấy Tôi ngày trước Vào thời kỳ học Phật Tôi thân cận Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm Tôi vào lúc đó Khi thân cận với ông Ông đã hơn 70 tuổi rồi cũng gần bằng giới tuổi của tôi hiện tại Và lúc đó tôi mới 30 tuổi Con người này Tri túc thường lạc Mỗi ngày Chỉ mặc một bộ trung sơn Mấy mươi năm không hề thấy qua Ông đổi qua bộ y phục thứ hai Đến khi ông giảng sinh Chúng tôi mới xem thấy Bởi vì y phục bên trong của ông không nhìn thấy Mới biết được áo lót bên trong ông Đã đắp giá nhiều lần Nhớ cũng là đắp giá Hiện tại các vị đến Đại Trung Trong phòng trưng bày kỷ niệm Lão Sư Lý để xem qua áo lót bên trong, dớ đều là đáp giá nhiều lần. Ai dớ cho ông vậy? Ông chính mình giá. Đời sống của ông an vui không gì bằng. Không phải ông không có tiền. Chính mình có tiền. Học trò nhiều đến như vậy. Học trò có tiền rất nhiều. Đưa tặng cúng dường cho ông rất phong phú. Tôi đều không nghĩ đến Bên trong Ngài lại mặc áo rách Không hề nghĩ đến Vì sao vậy? Có một số người tặng cho ông quần áo rất tốt Sau khi người tặng đi rồi Ông liền đưa tôi Đến đây ông không có quần áo mặc Cái này cho ông nè Hiện tại tôi vẫn còn giữ Hai bộ áo lót trong cao cấp Là lão sư tặng cho tôi Tôi cũng không nở mặt đến để đó Hiện tại vẫn còn qua tay liệt tặng cho người cái món ăn quần áo mặc qua tay thì tặng cho người tri túc thường là nhu cầu đời sống chính mình đủ rồi quyết định không yêu cầu quá đáng cả một đời của ngài nửa ngày ăn một bữa ông một ngày ăn một bữa ăn rất là ít sức làm việc ba bốn người chúng ta cũng không thể so được với ông sức làm việc của ông nhiều mỗi ngày ăn một bữa chỉ ăn được rất ít ngày nay chúng ta muốn hỏi năng lực này của ông không phải người phổ thông chúng ta có thể làm được vậy thì bạn hoàn toàn nghĩ sai rồi ông là người chúng ta cũng là người chúng ta phải suy xét xem vì sao ông có thể vì sao ta không thể đến sau này tôi mới chân thật hiểu thông hiểu thông rồi tôi liền hỏi ông hỏi ông cách nghĩ cách thế này của tôi có đúng hay không tôi nghĩ đến cái gì thân thể con người là một cái mái nếu muốn vận hành cái máy này thì phải tiêu hao năng lượng năng lượng chính là bổ sung ăn uống của chúng ta thế nhưng tiêu hao của mỗi một người lượng tiêu hao không như nhau có một số người cái máy này là hao năng lượng họ cần phải bổ sung số lượng lớn có một số người là tiết kiệm năng lượng chỉ cần chút ít thì họ đủ rồi cho nên tôi liền nghĩ năng lượng rốt cuộc tiêu hao đến mức nào lão sư mỗi ngày nhiều công việc đến như vậy nhiều khách đến như vậy phải tiếp khách ông là một thầy trung y rất giỏi ngày ngày còn khám bệnh cho người sức làm việc rất nhiều thế nhưng ông bổ sung năng lượng rất ít cho nên tôi liền nghĩ đến tiêu hao năng lượng Đại khái 95% là tiêu hao ở nơi vọng tưởng. Nghĩ tưởng sằng bậy. Đối với chân thật gọi là lao tâm lao lực. Năng lượng tiêu hao đều ít, đều không nhiều. Phạm phu chúng ta một ngày ăn ba bữa vẫn không đủ, còn phải ăn chút điểm tâm, còn phải ăn đủ thứ. Toàn là do nghĩ tưởng sằng bậy ngay đến buổi tối Ngủ nằm mộng cũng không thành thật Cho nên Họ cần phải bổ sung Họ không bổ sung Thì họ sẽ bị bệnh Họ không thể đứng nổi Cho nên Trên 95% tiêu hao Ở nơi vọng tưởng Tôi đem quan điểm của tôi Báo cáo với lão sư Lão sư khẳng định Không sai Chính là như vậy Cho nên Người tu hành Tâm càng thanh tịnh Ăn uống của họ Sẽ càng ít đi Chúng ta xem thấy A-la-hán ở trên kinh Xem thấy ở trên kinh Năm xưa Thích ca mâu ni Phật còn tại thế Những vị tỳ kheo đó Giữa ngày ăn một bữa Mỗi ngày ra bên ngoài khất thực ăn một bữa A-la-hán bảy ngày Đi khất thực một lần Bảy ngày ăn một bữa Bích chi Phật nửa tháng đi khất thực một lần Hai tuần lễ ăn một bữa Đây là nói rõ Công phu càng cao Tâm càng thanh tịnh Tiêu hao năng lượng càng ít Cho nên Bích chi Phật Nửa tháng ăn một bữa Năng lượng một bữa đó của họ Đủ để duy trì nửa tháng Họ cũng giảng kinh nói Pháp Cũng đi khắp nơi đầu chúng sanh Cho nên chúng ta mới tường tận Tiêu hao năng lượng Chân thật đều là tiêu hao ở nơi dòng tưởng Cho nên Nhất định tâm phải thanh tịnh mới được Cái thứ này không thể học Học sẽ học ra bệnh không phải nói học để cho dễ coi họ một ngày ăn một bữa con người này có công phu có bản lĩnh nếu bạn có cách nghĩ như vậy thì hoàn toàn sai lầm bạn vẫn là khởi vọng tưởng cho nên bất cứ việc gì đều có đạo lý luôn phải đem cái đạo lý đó làm cho rõ ràng làm cho tường tận chúng ta mới có chỗ để học tập Đây là nói Năm dục sáu trần Xả bỏ Tham ái Chỉ lấy Cái cần yếu thì đủ rồi Ngoài thứ cần yếu ra Nếu còn dư ra Đó là bạn có phước báo Giúp đỡ người khác Giúp cho những người cần đến thì phước báo của bạn không hề cùng tận người thế gian giàu có tiền là do bạn kiếm được phải không không phải vậy bạn nói bạn có thể kiếm được tại vì sao người khác không kiếm được do đây có thể biết tiền không phải do kiếm mà được từ do đâu mà có trong mạng của bạn đã có trong liễu phạm tứ quấn đã nói rất rõ ràng Trong mạng đã có Trong mạng của bạn có bao nhiêu tiền tài Ngay trong đời này Bạn hưởng dụng bao nhiêu tiền tài Trong mạng không có Bạn có cầu thế nào cũng không cầu được Trong mạng có rồi cái mạng này là do ai định vậy? Mạng là do chính mình tạo không phải người khác định đặt cho bạn. Ngay đời này chúng ta có được tiền tài. Tiền tài từ chỗ đâu mà có? Do phước báo của bố thí tài. Trong đời quá khứ, tu tài bố thí được nhiều. Ngay trong một đời này, phước báo có được sẽ lớn. Được tiền tài to. Ngay trong đời tu pháp bố thí, thì ngay trong đời này được thông minh trí tuệ trong đời quá khứ tu bố thí vô quý ngay đời này được khỏe mạnh sống lâu có nhân ắt có quả có quả nhất định có nhân chúng ta xem thấy quả báo thì biết được cái nhân mà họ đã tạo xem thấy cái nhân thì liền biết được tương lai quyết định có được cái quả báo gì việc này nhất định không thể sai khác cho nên nếu chúng ta không muốn làm ngạ quỷ thì phải đoạn dứt đi lòng tham nhất định phải học tri túc thường lạc chịu giúp đỡ người khác chịu bố thí tiền của bạn dùng vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt Càng thí càng nhiều Thế nhưng khi nhiều rồi Vẫn phải xả Bạn thấy không Phật Pháp dạy chúng ta Xả đắc Ý nghĩa của xả đắc rất sâu Giảng lược mà nói Bạn có thể xả Bạn liền có đắc Xả tài được tài Xả Pháp được Pháp Xả cái gì thì liền được cái đó Xả là nhân Đắc là quả Thế nhưng sau khi bạn được rồi thì phải làm sao? Sau khi được rồi giận phải xả. Đem cái đó được cũng xả đi hết. Cho nên hai cái chữ này có hai loại ý nghĩa ở trong đó. Bạn có được cái món đồ đó nhất định phải xả. Không xả thì phiền phức liền đến. Nhất định phải xả. Người hiểu được xả con người này có trí tuệ con người này là người chân thật giác ngộ sau khi có được rồi lại tích lũy chất chứa con người đó không có trí tuệ đó là người ngu si cho nên sau khi bà có được rồi thì lập tức phải xả Có như vậy Bạn mới có thể vĩnh viễn Không đọa vào đường ngạ quỷ Súc sanh là ngu si Cái gì gọi là ngu si? Thế xuất thế gian tất cả pháp Những thứ nào là thật Những thứ nào là giả Bạn phải có năng lực phân biệt những thứ nào là chánh pháp những thứ nào là tà pháp những thứ nào là phải những thứ nào là trái những thứ nào là thiện những thứ nào là ác thậm chí đến những thứ nào là hại những thứ nào là lợi bạn vừa tiếp xúc liền thông đạt tường tận con người này gọi là giác ngộ. Nếu như những thứ này bày ra ngay trước mặt bạn, bạn đều không rõ ràng. Lấy giả cho là thật. Lấy tà cho là chánh. Lấy ác cho là thiện. Đây gọi là ngu si. Ngu si là nghiệp nhân của cõi súc sanh. khác biệt của ngu si nhiều đến vô số chủng loại của súc sanh quả báo của súc sanh ngàn vạn lần khác biệt bạn không thể không biết chính bởi vì như vậy cho nên phật đói giới tham sân si nói ra rất nhiều vì chúng ta đưa ra cảnh báo khuyên chúng ta phải đoạn tham sân si nghĩ ra rất nhiều phương pháp nhà phật gọi là phương tiện khéo léo rất đáng tiếc chỉ có các đồng tu số ít có thể thể hội được có thể lĩnh ngộ được chân thật hiểu được ý nghĩa của phật y giáo phụng hành còn có rất nhiều đồng tu không tường tận đối với việc này vì sao nó không tường tận họ không thể làm được không làm được chính là không tường tận có một số người nói tôi rõ ràng rồi tôi làm không được nói rõ ràng rồi mà làm không được lời nói này ta không thể tin tưởng chỉ có một loại tình huống ta hiểu rõ vẫn chưa đủ thấu triệt thì ta làm không được đây là thật cho nên phật pháp cái sự việc này đích thực là biết khó hành dễ. Bạn xem, nói tu hành. Trên Kinh Khoa Nghiêm Thiện Tài Đồng Tử, một đời viên thành Phật Đạo. Việc này có gì khó đâu. Có thể thấy được hành không khó trên kinh pháp khoa nói được càng diệu long nữ tám tuổi thành phật nói rõ hành dễ phật pháp đại thừa thường nói chúng sanh khác biệt giới phật ở một niệm một niệm chuyển đổi lại chúng sanh liền thành phật Cái niệm này chính là giác mê. Thích Ca Mâu Ni Phật lại hà tất phải nói Pháp 49 năm giảng kinh hơn 300 hội. Đây rõ ràng. Nói với chúng ta biết khó phải dùng thời gian dài đến như vậy để bạn chân thật đem vũ trụ nhân sanh quá khứ hiện tại dị lai những cái đạo lý này nhân nhân quả quả làm cho bạn triệt để tường tận thông hiểu thấu đáo thấu đáo tường tận rồi thì chuyển đổi lại làm thế nào để chuyển tham sân si liền không còn với tất cả pháp thế xuất thế gian không còn có lòng tham sẽ không còn khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước mà chỉ cần buông bỏ những thứ này thì bạn làm phật rồi không buông bỏ được là phàm phu không buông bỏ được là chưa rõ ràng làm rõ ràng rồi thì làm gì không buông bỏ được chứ bằng lại muốn hỏi hiểu rõ ràng rồi vì sao còn phải buông bỏ sau khi hiểu rõ ràng rồi thì hiểu được bất khả đắc không buông bỏ cũng phải buông bỏ. Trinh Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, rất thấu triệt. Tam tâm bất khả đắc. Cái bạn năng đắc bất khả đắc. Dạng Pháp duyên sanh. Phạm là Pháp nhân duyên, đều không có thực thể. Cho nên ngay thể thức không thì không thể có được. Năng đắc, sợ đắc đều không thể được. Đây là chân tướng sự thật. Thích Ca Mâu Ni Phật nói cái sự việc này đã nói 22 năm. 22 năm làm cho những học trò này của Ngài mới khai ngộ ra được. Sau đó, ở trong tất cả cảnh giới mới chân thật làm đến được không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước như vậy mới là trải qua đời sống chân thật trải qua đời sống giác mà không mê trải qua đời sống của phật bồ tát vĩnh ly ác đạo vĩnh ly ác đạo chính là vĩnh ly không còn tái tạo nhân ác cho nên quả báo của ác đạo không còn Ngày nay chúng ta Đọc cái đoạn kinh này Vô hủ địa ngục Ngạ quỷ cầm thú Nguyên phi chuyển động chi loại Câu này đọc rượt rất thoải mái Bạn không biết được ý nghĩa Trong câu nói này Sâu rộng đến giường nào Chân thật là không thể nghĩ bàn Đây là một nguyện trong 48 nguyện. Thù thắng không gì bằng. Cho nên, điều thứ nhất, thù thắng trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Đạo lý chính ngay chỗ này. Sau khi tường tận, nếu chúng ta muốn dạng sanh thế giới Tây Phương cực lạc, Giả như trong ý niệm của chúng ta vẫn còn những thứ này. Những thứ này là gì? Tham sân si. Bạn vẫn còn ý niệm tham sân si. Phật hiệu của bạn, niệm có được tốt hơn, không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có ba đường ác. Bạn phải hiểu rõ cái sự thật này Một câu Phật hiệu này của chúng ta phải đem cái niệm tham cái niệm sân cái niệm ngu si đoạn mất làm thế nào niệm mất ở ngay trong cuộc sống thường ngày chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài cái ý niệm này mới sanh khởi a di đà phật dùng một câu a di đà phật này đánh mất đi ý niệm này người xưa thường nói không sợ niệm khởi chỉ sợ giác chậm một câu a di đà phật này là giác dùng một câu danh hiệu a di đà phật này bạn đem vọng niệm tham sân si đánh bạc đi tham sân si vọng niệm mới khởi lên thì cái niệm thứ hai chính là a di đà phật niệm phật như vậy thì quyết định được giảng sanh ý nghĩa tương ưng cùng trên kinh đã nói nếu như một mặt niệm a di đà phật một mặt vẫn nghĩ tham sân si vậy thì không được thì quyết định không thể giảng sanh các vị phải ghi nhớ đây là phật bồ tát nói với chúng ta tâm tịnh thì cõi phật tình khẩu tịnh tâm không tịnh không ít gì quyết định không thể giảng sanh phải tâm tình thì cõi phật mới tình cho nên niệm phật phải biết niệm đem cái ý niệm tham sân si của chúng ta niệm hết đi tâm thanh tịnh của chúng ta phải niệm ra được tâm bình đẳng phải niệm ra tâm từ bi phải niệm ra quyết định được sanh hàm nghĩa trong câu này rất sâu rất rộng chúng ta học được rồi chính mình niệm phật cầu sanh tình độ mới chân thật nắm chắc phần tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ giảng đến đây a di đà phật cẩn dịch vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật